Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình ở Túc đây. Cũng khá lâu rồi mình mới ra cái video, được chưa? Nhưng mà đến video ngày hôm nay thì Túc cập nhật update lại cái dự án mình có chia sẻ với anh em. Đó, cái dự án ICA Network. Thì đến hôm qua mình có chia sẻ với anh em trên nhóm Telegram group của mình. Đấy, để anh em cập nhật, anh em sẽ dán cái địa chỉ Ethereum vào. Như phía dự án của ICA Network mình có cập nhật thì nó có một cái thông báo để anh em dán cái địa chỉ ví Ethereum của anh em vào. Và video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách dán cũng như là chi tiết nhất để cho anh em hiểu cũng như là biết cách làm, được chưa? Thì đối với anh em ấy mới dùng ấy thì anh em cũng có thể là chiến quả kèo này, được chưa? Vì quả kèo này mình cũng thấy là khá là tiềm năng. Còn để mà nói ngon hay không ấy thì bên phía dự án nó sẽ như nào đấy thì mình thì biết là quả kèo này là ngon và cũng lắm người FOMO, nên là anh em có thể chiến quả kèo này. Thế thì quả kèo này mình cũng chia sẻ khá nhiều rồi, được chưa? Cũng từ trước tới giờ chia sẻ cũng tweet này cũng hướng dẫn anh em ấy làm khá nhiều rồi. Còn anh em nào chưa biết cách làm ấy thì có thể click vào video đường link dưới phần mô tả video dưới để anh em có cái gọi là anh em làm nhé, không biết để anh em làm. Còn video này thì mình thì hướng dẫn anh em thì anh em sẽ click vào app, nếu mà nó không hiện lên cái từ địa chỉ Ethereum về nếu như của mình ở trên này thì anh em có thể là vào ví dụ như iPhone hay là Safe Play ấy, thì anh em vào cập nhật lại, được chưa? Kích vào ICA và cập nhật lại là nó sẽ vào app thì nó hiện ra như của mình đây. Ấy thì nó hiện là địa chỉ Ethereum, vui lòng nhập địa chỉ ETH. Thì con ICA này chạy trên nền tảng Ethereum rồi, khỏi bàn cãi rồi, được chưa? Thì em sẽ kích vào Ethereum cho mình này, được chưa? Làm nhanh anh em nhá. Vì giáp Tết rồi cũng nắm cái dự án cũng như các công việc. Vì cuối năm rồi mà rất nhiều bận việc nên là mình cứ ra ít video ấy. Thường thường mình ra trên kênh nhóm ấy thì anh em cố gắng vào nhóm của mình để mình share. Mình giờ này cũng nhiều việc lắm, không không, không có thời gian làm video đâu. Hôm nay đừng nghỉ với làm đấy, được chưa? Rồi thì hiện là cái giao diện đi trên này, được chưa? Thế sao anh em nó hỏi là chúng tôi khuyên bạn sử dụng ví lưu trữ, anh em sử dụng ví trên Meta nha anh em nhé. Đấy, mình khuyên anh em sử dụng ví trên Meta, MetaMask thì thường thường là nó tích hợp nhiều các loại mạng và nó kết nối dễ dàng hơn. Ví trước nó thì là cũng được thôi, nhưng mà mình nên là anh em sử dụng ví Meta cho nó lành. Như nói rồi phải dụng ví Meta và ví trước. Rồi, em kích vào xác nhận địa chỉ cho mình này, kích vào phần có nghĩa là anh em kích vào phần địa chỉ Ethereum này, đó, kích vào đây cho mình, được chưa? Kích vào phần xác nhận này, anh em có thể đọc này, xác nhận này. Rồi anh em sẽ dán địa chỉ Ethereum của anh em vào, anh em sẽ quay sang MetaMask, em lấy địa chỉ ETH của anh em ấy, được chưa? Đấy, ERC20 ấy của anh em sẽ dán vào, được chưa? Rồi như mình lấy rồi, mình sẽ dán vào đây, được chưa? Rồi ok, rồi kích vào phần xác nhận địa chỉ ví này. Rồi nó hỏi anh em một lần nữa, bạn có chắc chắn rằng địa chỉ ERC20 của bạn là đúng không? Anh em thì làm được một lần đấy nha anh em nha, nên là anh em phải là sao chấp kỹ vào nha. Rồi em kích vào xác nhận cho mình, như của mình là ok rồi, mình xác nhận thôi. Ok rồi, sau đó thì kích vào kéo xuống này thì nó hiện như vậy, thì là anh em đã xác nhận địa chỉ ví. Kích lại xem nào, xác nhận địa chỉ ví thành công này, được chưa? Rồi xác nhận địa chỉ ví này, ok. Và như vậy là nó sẽ lưu vào rồi, đây nó sẽ hiện địa chỉ ví của anh em đây. Còn mai kia như nào đó thì nó sẽ hay là nó chuyển cái số ICA này về địa chỉ ví này thì mình sẽ cập nhật anh em thêm. Còn trước mắt thì là mới tình đấy thì là nó sẽ yêu cầu anh em cập nhật địa chỉ ví của anh em, được chưa? Đấy, thế anh em lên làm một ví Meta nhá. Đấy, video này cũng chỉ có thế thôi, cập nhật cho anh em và cũng nhờ hướng dẫn anh em cũng khá đơn giản thôi. Ok, video này mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video